À, xin chào các bạn à. Đây đây là con đường Nguyễn Tất Thành đấy các bạn. À, các bạn đi thẳng đường này á, là đi về biển Đông Ô. À, tôi rẽ phải các bạn, tôi rẽ phải vô giờ này, tôi khu đô thị này tôi chia sẻ các bạn xem. Đây, khu đô thị. À, chỗ này có làm một cái hồ điều tiết rất là lớn luôn, hồ điều tiết rất là lớn. Hồ điều tiết nước đây, tôi vô khu đô thị The Dragon Smart City. The Dragon này, The Dragon Smart City, khu biệt thự. Khu biệt thự này, khu đô thị này, đất còn rộng, còn nhiều chưa xây dựng. Đấy, các bạn thấy phía trước là đã là khu biệt thự rất đẹp luôn. Khu biệt thự này nó đã chia sẻ các bạn vài ba lần rồi. Một khu biệt thự làm những ngôi nhà rất là đẹp. À, năm nọ tôi cũng chia sẻ các bạn ở khu biệt thự này, nay tôi lại tiếp tục chia sẻ các bạn. Khu biệt thự là các bạn thấy khu biệt thự quá đẹp luôn không? Nhưng mà không ai mua hà sao mà chưa bán hà rằng còn để đây chưa ở hết, còn đang dở dàng. Thật quá đẹp luôn, cửa ngõ đường xây rất là lớn. Mà thấy kiểu cách làm khu biệt thự này quá đẹp không? Chưa, một màu vàng vàng sẫm, màu vàng vàng sẫm. Đỗ Ngọc và Villa Đỗ Ngọc à. Câu này là đặt là Đỗ Ngọc. Khu biệt thự này là Đỗ Ngọc không hả? Khu biệt thự này nè, khu này là Đỗ Ngọc hả? Khu biệt thự Đỗ Ngọc.
Đấy, cô hồi nãy một khu trừ một, đây một khu nữa rồi. Đỗ Ngọc. Rồi. Đây là khu biệt thự, khu Đỗ Ngọc nè. Đất còn rộng thênh thang. Rồi, tôi tiếp tục qua khu bên này. Để cỏ mặt âm tùm luôn. À, không có đường qua rồi. Đường qua bên kia, đường mô. Hết đường đi. À, đây, 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 đây. Đây, 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 qua được. Đây, qua được. Chờ. Vào điều tiết nước. Đây là những khu biệt thự.
Đụ. Bỏ xong hào. À, đi quanh quanh đi không? Orange Golden. Đây là dự án gì? Dự án khu đô thị Chân Bầu Tràm. Khu đô thị Bầu Tràm. Khu đô thị Bầu Tràm. Khu đô thị Thank you.
đây có bờ thê, những cái nhà nhà quá trời quá đất luôn. Đây là đường Mê Linh đây các bạn. Quá trời đẹp, quá trời nhà. Mà không ai ở. Bác không ai mua. Khu đô thị, khu biệt thự. Thank you.
rồi, video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. Các bạn, video sau, xin chào. Cái nào tôi giới thiệu các bạn những khu đô thị, những khu đô thị là Bầu Tàm, rồi khu đô thị Đỗ Xanh, rồi khu đô thị này là khu đô thị gì đây, ở đường khu đô thị này là khu đô thị ở đường Mê Linh. Tôi giới thiệu ba các bạn ba khu đô thị như vậy đây. Ở phía tây bắc thành phố Đà Nẵng đây các bạn. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc. Các bạn video sau nè, xin chào.